Wow. Xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Hồng Anh. Hiện tại thì em chết rồi, có phải nói số đo ba vòng không ạ? Ủa sao vậy? Đây không phải là chương trình người mẫu, đây là bỉm sữa chị ơi. Dạ. Em lấy chồng được hơn 3 năm rồi và cả có em bé cũng 3 tuổi hơn. Chị nhìn em ở ngoài phim trường này chắc chị đoán là em mới học xong phổ thông trung học quá. Dạ đúng rồi, nhưng mà dạ, trẻ hơn em không quá. Vậy dạ. Chị làm gì nói em già thế, em mới học hết cấp 2 mà. Trời ơi, thật ra thì em với lại chị Hồng Anh là đã gặp nhau ở trong chương trình trong một vũ kỳ rồi. Xong rồi lại gặp nhau lần nữa. Ôi, hai bà mẹ lại gặp được nhau. Chị hãy kể về câu chuyện mà lần đầu tiên phát hiện mình mang bầu trong hoàn cảnh như thế nào. Em đã quen và yêu chồng em là yêu xa, là lúc đó là được khoảng gần 3 năm. Hai vợ chồng cứ đi lại quanh co Sài Gòn, Hà Nội mãi. Lúc đấy là cũng rối loạn tuổi dậy thì một tí đấy, thì mình có nghĩ là không có vấn đề gì. Thế là tự nhiên hôm đấy nghĩ thế nào mà tự nhiên lại đi mua que thử. Xong rồi que thử lại còn ngồi trong phòng vệ sinh, xong rồi nhìn nó. Xong rồi đi ra ngoài chơi, bật nhạc, ca hát, xem phim. Xong rồi lại quay lại nhìn nó, thấy hai vạch mà vẫn cứ ngồi nhìn thôi. Sau đấy là em có gọi chồng em, mà lúc đấy là vẫn chỉ đang yêu nhau thôi. Chồng em lại: thế à, không lo, anh có kế hoạch hết rồi. Và đáng lẽ đó, em phải có thấy nó phải kịch tính hơn. Là ví dụ như anh chồng là phải bất ngờ thế, rồi tại sao lại thế. Hạnh phúc rơi nước mắt đúng không đó, vậy? Anh thì thấy bình thường, nhưng mà em thì thấy thế nào? Thì em lúc đấy em vẫn đang trong trạng thái là vẫn chưa hiểu sao lại hai vạch luôn. Chị có sợ không? Lúc đấy chắc là cũng không sợ. Có lẽ là một phần là bởi vì cái biểu hiện của chồng mình lúc đấy như thế, như là kiểu người ta cũng chắc chắn và người ta tự tin vào những cái gì mà người ta chuẩn bị rồi ấy. Thì em cảm thấy là cũng bình thường. Khoảng thời gian mà chị mang bầu như vậy rồi, ảnh có chăm sóc chị không? Cái chế độ chị ăn uống hay là cơ thể chị thay đổi như thế nào? Được cái là hồi đấy em ở Hà Nội, sau đó thì là hai vợ chồng cưới thì em vào Sài Gòn sinh sống luôn. Ví dụ như ăn uống thì mình cũng sẽ không quen với những cái món ăn ở trong Sài Gòn này nhiều. Nhưng mà cũng trộm vía là cũng không bị ngán. Ủa chị có thèm một món gì đặc biệt khác lạ không? Có đúng một lần là tự nhiên buổi đêm thì em tự dưng em thèm ăn chuối quá. Mà lúc đấy là, tức là nhà ở nhà bè. Thì nó rất là xa, lúc đấy nó không có kiểu siêu thị tiện lợi 24 giờ hay là gì để mình đi cả. 2 giờ đêm rồi. Trước cái sở thích của em là có thích ăn chuối không? Em thì em thích tất cả mọi thứ rất là bình thường. Thế xong rồi lúc đấy là con là đã vào trong bụng là đã đạp rồi. Thế là chồng em mới lại kiểu cứ kỳ cò kỳ quay, tại vì không bao giờ phải đi mua đồ ăn đêm cho vợ mà. Thế là mới cứ lay hay xong lại nói chuyện với em không được, đàm phán với em không được, xong lại đàm phán với con em là nếu mà bây giờ con đang đạp thế này mà con mà thèm ăn chuối thì con tạm thời không đạp nhé. Thế là nó cũng không đạp thật. Xong một lúc sau thế bảo thế bây giờ đi mua chuối nhé thì đạp nhé, thế nó lại đạp. Thế là quyết định, khoảng lúc đấy là em nhớ là khoảng tầm hơn 1 giờ sáng rồi. Nhưng mà chồng em cũng không đi một mình, hai vợ thì bầu thế chở em theo luôn, phóng xe máy đi khắp xung quanh cái khu đấy. Thì may quá là có một nhà ở chợ, người ta ngủ ở đấy, người ta trông luôn. Thế vào mua được một nải chuối. Thế em về em ăn đúng một quả rồi đi ngủ. Cơ thể chị có gì thay đổi không? Chẳng hạn như là bị mọc mụn hay là bị như là mập hơn hay là sao, chị tăng nhiều ký không? Hồi đấy thì mình tăng ký cũng bình thường thôi. Em nhớ là hồi đấy em tăng có khoảng 15 ký. Thì chủ yếu là giãn ra. Nhưng mà hồi xưa lúc mà mình mang bầu là mình xem mấy cái hình ảnh mà các bà mẹ là bụng mà bầu mà dạng như quả dưa hấu này thì mình cũng hơi sợ. Nhưng mà mình không thấy mình bị. Chỉ có, tức là nếu mà có nó dạng trắng một chút xíu thôi. Khoảng độ cũng gần 8 tháng hơn rồi. Thì tự nhiên đi vệ sinh ngồi xuống lại thấy đau đau. Mà lúc nào hỏi chồng là có vết dạ gì không, chồng bảo không có, chả thấy gì. Thế là em ra em hét lại nhà lên, em bảo là không biết là bây giờ rốt cuộc mình bị đâm vào cái gì hay phòng vệ sinh cái gì, có cái gì mà tại sao tự nhiên mình lại đau ở đằng sau. Thế là em mới nhờ một chị lúc đấy là giúp cho em ở trong nhà vào xem. Thế là chị coi như là đằng sau này hông của mình là bị dạn hết. Thì đấy là lần duy nhất mà thấy cảm động với chồng nhiều nhất. Đấy là bởi vì là chồng nhìn thấy nhưng mà chồng giấu. Tại vì phía trước mình nhìn thì mình không có thấy vết rạn nào. Còn mình to mình đâu có ngoái lại đâu. Thì hôm đấy đau thì mới nhờ người khác nhìn. Thì em thật ra em cũng chủ quan, em nghĩ em không bị rạn đâu. Thì thật sự là trong một thai kỳ em nghĩ là chỉ có bụng mới rạn thôi. Em chỉ sức cái dầu để mà chống rạn ngay cái vùng mụn thôi. Cho tới khi mà gần đẻ mới phát hiện ra là ngực em rạn và đùi em rạn. Em mới biết là ổ trên người mình rất là nhiều chỗ có thể rạn được. Chị thì bị rạn hai bên, bắp đùi bên này nè. Nhưng mà cũng không để ý. Các bà mẹ nào mà giống như là đang bị rạn thì cũng đừng có lo. Sau này nó sẽ trở thành rạn màu trắng á. Tiệp với màu da mình nó sẽ đỡ nhiều hơn, chứ đừng có quá lo lắng.
chị bị như vậy đó. Tới khi mà cái ngày đi sanh á thì có cái kỷ niệm như ông chồng chị dắt chị đi hay là chị tự đi? Đấy là chồng lại nhận được một cái giải thưởng ở bên Hàn Quốc. Thì lúc đấy là ngày dự sinh của chị là ngày 19 tháng 12. Lúc đầu chị nghĩ là lỡ sang đấy nó lừa, nó buôn người thì sao? Sao nghĩ vậy được? Lại sợ. Tại vì đó là một giải thưởng rất là lớn. Nghĩ trong đầu với cả cái tâm trạng của mình cũng muốn là... không muốn chồng đi. Là không muốn chồng đi. Thế xong thì chồng em cũng như là mọi người anh em mới lại gọi là nói chuyện, thuyết phục em mà bảo là có khi cả đời người ta mới nhận được cái giải thưởng, cái cúp đấy một lần duy nhất trong đời, cho đi. Nhưng mà lúc đấy là chồng em là lén sau lưng em là gọi điện về cho bố mẹ em là nhờ là vào trông mấy hôm vì sợ là lỡ trong lúc mà đi thì là đẻ. Chồng thì lại vô tâm quá, lúc đấy thì cũng có tí trách móc bởi vì là đáng lẽ là nhận giải mùng 2, mùng 3 thì mùng 4 thì ông mùng 3 ông về đi. Thì ông không về, ông chơi thêm một hôm nữa. May quá, đúng lúc mà chồng em về thì là đêm hôm sau thì là em đi đẻ. Sao mà chồng ham chơi gì ngộ nghĩnh ghê vậy? Đúng không em? Vợ gần đẻ mà sao vẫn còn có thể lại chơi một ngày nữa. May là người ta qua rồi đó. Không, nhưng mà còn ví dụ là không đi chơi lại thêm một ngày đúng không? Dạ. Về sớm đi. Thì về sớm thì thí dụ để xong muốn rảnh qua đó chơi cũng được vậy đúng không chị? Ra lúc đó là niềm vui lớn quá, mà đàn ông thì cái sự nghiệp nó cũng quan trọng. Với lại một phần em cũng nói đó là ông cũng đã gọi điện về cho ông bà. Để nhờ tức là gọi trước là ông bà vào thì bàn giao mới đi. Đó, ừ. Rồi cộng thêm chút hơi chủ quan là bác sĩ nói phải tới ngày mười mấy mới đi sanh. Chứ mình quy chụp hết là đàn ông ham chơi đôi khi cũng tội nghiệp ổng nha. Ổng đi cũng sắp xếp cho em mà. Nhưng mà cũng ham chơi đấy chị ạ. À vậy hả? Đâu em kể vụ ham chơi của ổng đi. Em đẻ là ngày mùng 5. Chồng đi về là khoảng 7-8 giờ tối. Là thường là ngày mùng 4 ấy. Là đi về, xong rồi ăn cơm kiếp ngủ nghe. Đến khoảng 4 giờ đêm thì em lại thấy ướt ướt ẩm ướt. Mà mọi khi tức là trước cũng có vài ẩm ướt thì không sao, cũng đi khám mà không sao, cũng bảo thôi hay cứ ngủ đi tới sáng rồi tính nữa. Nhưng mà nghĩ thế nào thì lại đi kiểm tra, đưa dơ ra cho chồng bảo xem thế này đúng không. Chồng bảo đúng rồi là có dấu hiệu rồi. Thế sau chồng em lại trùm chăn đi ngủ tiếp. Sau khi xác định là đúng rồi. Sao vậy? Ủa đúng rồi đó, mà tối nay chắc này là một giấc mơ hơn. Sao em mới đứng em bảo thế không đi à, đi đâu? Rồi em chưa tỉnh nè, em chưa tỉnh. Đúng rồi, vẫn còn đang ở trong giấc chim bao. Lôi dậy, bắt đầu chuẩn bị đồ rồi gọi điện là cả ông bà ngoại là đang có mặt ở lúc ấy là bà mẹ em mới vừa vào sân bay nghỉ được 2 tiếng thì là chạy thẳng ra bệnh viện luôn. Kiểu đi đẻ thì chồng hoặc là mọi người sẽ chúc là kiểu đẻ may mắn rồi hoặc là đẻ nhanh thì cho mẹ đỡ mệt và con khỏe. Thì chồng em thì lại quay lại xoa bụng em bảo thằng này nhá, mày rời đến tối mày mới ra nhá. Ủa chi vậy? Lý do là gì? Sao em mà anh biết à? Chồng em bảo à đấy à, không phải à, thế thì thôi. Thế là nó cũng có một cái mối tương quan nào đấy. Và lúc đấy là em khoảng độ 11 giờ là em đã vào phòng đẻ rồi. Nhưng mà đúng 7 giờ kém 15 tối thì em mới đẻ con em ra. À, nằm ở phòng chờ sanh hả em? Thì em đã lên bàn đẻ các thứ nhưng không đẻ được. Sau đó là em đẻ mổ thì chồng em... trong cái lúc em đẻ mổ ấy, thì là mẹ em vào là mình đăng ký là cho một người vào. Thế đến lúc chuyển mổ thì nó có đẩy qua cái phòng kiểu như là hồi sức thì chuyển qua phòng mổ thì sẽ qua cái chỗ mà người nhà mình ngồi. Thì em lại nhìn lại không thấy chồng đâu. Xong về sau thì mới biết là chồng ấy đi về nhà tắm rửa, trong khi là rõ ràng là đã thuê một căn phòng kiểu khá là rộng lớn ở trên bệnh viện rồi, hai giường. Là chồng em lên đấy từ sáng là chỉ ngủ một cái giường bên cạnh, em ngủ giường bên cạnh thôi, mà lại còn đi về nhà để tắm. Và chồng em tắm xong mà lúc chồng em mở cửa thang máy ra thì là con em là cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Cái cảm giác là lúc mình gian nan nhất á, thì chỉ cần một cái lời động viên hay là vỗ về gì đó đúng không, ở bên cạnh thôi cũng được nữa. Nhưng mà đúng là các ông thì lại không hiểu cái chuyện đó. Mà chồng chị lúc đó là có thừa nhận mình sai rồi xin lỗi gì không? Chồng chị bảo không, anh ở đấy mà, anh ở đấy mà, anh đợi cả ngày ấy. Kiểu như là tỏ vẻ mất trí nhớ, kêu là đâu làm gì có phòng, lúc đấy đã làm gì có phòng tắm gì đâu. Đấy là ý là tỏ ra mất trí nhớ. Tỏ ra mất trí nhớ luôn. Châm ấy là ai phụ chị Châm? Lúc đấy là chị có một cô em ở quê chồng vào hỗ trợ. Trong cái thời gian Châm thì chủ yếu là em với cả cái cô đấy. Thì chồng thì chỉ là gọi là chơi thôi, nhưng em nghĩ cái chuyện này nó cũng bình thường. Thì được cái may mắn là chồng em cũng làm tâm lý, nếu mà vợ sai thì sẽ làm. Và làm một cách kiểu cũng gọi là vui vẻ chứ không có cái gì gọi là nhiệt tình, không có nề hà gì. Thế nhưng mà em nghĩ là đàn ông mà họ được thế là cũng là tốt lắm rồi. Thì em thấy người ngoài ví dụ như
Ui, Phúc hôm nay tắm cho con à. Thế sau sẽ về kể cả làng cả xóm là Phúc tắm cho con giỏi lắm. Em nghĩ tắm cho con thì nó là một cái chuyện bình thường mà ông phải làm. Em quyết tâm từ đấy chồng em phải tắm cho con luôn. Không nên em cũng đợi, em cũng bế rất xuống em đợi cho tắm luôn. Nó cũng là điểm lợi thế cho em. Tại vì lỡ mang tiếng thơm rồi cho nên sẽ cứ như thế làm luôn cũng được. Nhưng mà ý là mọi người lại nói với kiểu thái độ là cái việc đấy là một cái việc rất là cao quý. Thế tại sao mình đi tắm cho con mà không ai khen mình mà tự nhiên ông chồng tắm thì lại khen? Ông nhà em thì chồng em có tắm cho con em đó, nhưng mà không theo, an như, theo, như, theo như em nhìn nhận thì em thấy cảm thấy cái điều đó không an toàn cho lắm, tại vì tắm thấy còn nhớt sà bông rất là nhiều, cho nên là em đã quyết định cùng với mẹ chồng em thôi, người tới tắm cho con em hiện tại tới giờ cũng khá lâu rồi đó nhà. Cái quan điểm khác nhau, thấy không? Có người thì sợ tắm không sạch, nhưng mà có người thì cho rằng là ba tắm nó sẽ an toàn hơn á, tại tay ba khỏe hơn, chán hơn, bế giữ con. Chồng em nó ốm ngang em, chị nó yếu vậy nè, nó cầm nó nó ẩm công nó vậy chị. Thôi thì con em thí dụ như được người khác tắm thì cũng được massage rồi nó tốt á, nên là em cũng quyết định chi tiền cho vấn đề tốt đó. Lắm rồi đúng không? Chị cho bé uống sữa công thức hay là sữa mẹ chị? Thời gian đầu thì vì em mổ là cũng khoảng 2 ngày sau thì em mới có sữa. Thì là lúc đấy là ở bệnh viện là đã cho em bé uống sữa công thức rồi. Về sau cũng thuê một cô tắm bé trong khoảng một tháng đầu ấy, thì cô cũng bảo là nếu mà về sau mà có hai vợ chồng và mẹ đi làm thì nên là dặn cả hai thứ. Em cũng cố nhưng mà em chỉ vắt sữa thôi vì bé nó không chịu uống trực tiếp, ảnh hưởng cái thời gian, nên hôm nào mà em quyết định là em sẽ chia ca với chồng em. Bây giờ em sẽ trông đến 2 giờ sáng, sau rồi anh 2 giờ sáng anh trông đến đêm đi, bởi vì đêm em cần phải ngủ thì sáng hôm mới dậy sớm được. Chồng em thức xem phim đến 2 giờ sáng luôn, xong đến lúc em bảo đổi ca thì chồng em bảo bây giờ anh buồn ngủ quá không còn sức để thức nữa. Thế là lăn ra ngủ, thì em dỗ con ngủ xong rồi mình ngồi vắt sữa cũ đêm. Sau khi mình vắt sữa xong thì nó lại dậy rồi, cũng chả nói gì được chồng. Thành ra cái chuyện cảnh của em á là rất là nhiều người, trong đó có chị nữa, chị cũng rất là đồng cảm với em. Con em lại một cái là nó lại rất thích bố. Nghe lời từ trong bụng rồi. Thấy nghe lời từ trong bụng. Nhưng mà em chưa thấy một đứa trẻ con nào mà bố mẹ em mà chưa thấy một đứa trẻ con nào mà thích bố đến như thế. Em mà khoa học nói nó phản ánh là mẹ nó thương bố nó dữ lắm đó. Đấy thì con là sao vậy? Có nghĩa là cái tình cảm của mình dồn cho bố nhiều nên nó truyền cho con. Ra thì nó cũng thích bố nó như vậy. Cứ theo bố suốt cả ngày. Thì nó cũng được một cái nhàn cho em, đấy là nếu mà bố nó ở nhà thì em cứ ném nó xuống, thế là nó sẽ chơi với bố. Nhưng mà đến lúc mà bố đi vắng thì lại mệt, là bởi vì sẽ một mình sẽ phải trông. Thế có những lúc như thế thì em lại thấy hối hận, trong đầu em lúc nào cũng lấy chồng sớm làm gì để lời du thêm buồn. Xong rồi nếu mà không lấy chồng sớm thì giờ này đã ở nhà với bố mẹ sung sướng rồi. Vậy là năm em sinh con là em bao nhiêu tuổi? Em sinh con là em 22 tuổi. Nhưng mà xong lúc đấy là cứ phải tự tát vào mặt mình và nghĩ cho em, phải nghĩ là con cái nó lộc trời cho, cái việc đấy nó là ông trời đã sắp đặt cho mình rồi, thì nhiều khi số phận nó như vậy thì kể cả mình có muộn thêm tí nữa có khi lại còn khổ hơn. Nên là cũng thôi. Cho nên em nói là em sinh con khi em trẻ vậy, nhưng mà chị Giang thấy là em rất là bản lĩnh. Kỷ niệm mà ngày đầy tháng của con, chị hai vợ chồng cùng có mặt ngày hôm đó luôn hay là sao? Đầu tháng thì hai vợ chồng cũng có mặt, nhưng hồi đấy chồng em có một công ty sản xuất về âm nhạc. Đến lúc đấy là có rất là nhiều người, các bạn ca sĩ trẻ các thứ là tụ tập, thì chồng em làm cái tiệc. Nhưng mà lúc đấy là có ông bà nội vào, thì ông bà nội bảo ôi con nhỏ không cho nó xuống chơi. Thì em ở trên cái áp mái của một cái căn biệt thự to, thì ở dưới là sân các thứ, cũng là làm mâm cúng bà mụ các thứ ở trên rồi. Sau đó là buổi tối mới có tiệc, thì bởi vì là nghệ thuật mà, thế bê loa bê đài lên, thì em cứ bê con trên này bực tức, cứ nghe để chồng mình nào ấy sẽ giới thiệu đến tiếp rồi. Tao lấy tao hát cho nguyên một chương trình ca nhạc ở dưới. Tại vì là bố mẹ nói là nếu mà cho con xuống thì sẽ gió máy rồi, vợ cũng còn yếu thì thôi không cho con xuống. Nhưng mà đáng lẽ là như người ta thì y là cũng phải gọi là bế vợ, bế con xong rồi đưa vợ xuống chơi một chút, gọi là cứ có tham gia chơi một tí. Nhưng mà chồng em lại còn hay chơi là chơi kiểu anh em vui, chơi đến cùng, chơi rất là khuya, rất là muộn luôn. Con thì mình cứ bế con ngồi trên này giật mình thân thoát vì âm nhạc như các thứ rất là to. Thì lúc đấy cũng buồn, nhưng mà như em chia sẻ là chắc là nhiều bà mẹ thấy là vì mình bận quá thôi, mình cũng chả để ý đến cái chuyện đấy. Như là vai chính của ngày đầy tháng thì ở trên tầng, còn mọi người thì liên hoan ở dưới. Thì mọi người liên hoan ở dưới. Em thấy chị chịu đựng quá à. Em thấy chịu đựng từ những chuyện mà từ lúc mới bầu cho tới khi mình đẻ xong mà vẫn chịu đựng rất là nhiều thứ luôn á. Nếu mà gặp em lại không có chịu đựng giống vậy đâu. Chính chịu đựng nên nhớ dai tới giờ luôn đó. Thì đúng rồi, bây giờ vẫn thù, tìm cách trả thù dần dần. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cũng phải thông cảm thôi, vì dù sao nó cũng là kiểu một cái sự quan hệ mà.
thông cảm cho khách nhưng không thông cảm được cho cái ông gia chủ kia. Dạ vâng, đúng không? Thì em vẫn tiếp tục không thông cảm và đúng rồi, đầy tháng của ảnh. Thật sự luôn. Không? Nhiều khi là đầy tháng làm bố đấy. Ờ chắc vậy quá. Chắc mừng được một tháng tao làm bố rồi nha, đội tổ chức nghe chứ. Rồi sau đây em có làm gì ổng không? Chắc em cũng chả làm gì được. Chắc hồi đấy tại vì mình ở nhà mình một mình một thân mình mà không chơi chồng biết chơi ai. Nên là mình cũng hơi yếu thế. Giữa hai vợ chồng chị là có giống như là dạy con mà kiểu như hợp nhau không hay là trái ngược nhau hoàn toàn? Chồng chị thì chỉ trích chơi với con thôi, tức là tạo cho con mọi thứ chơi, cho con đi bơi lội chạy nhảy tung tóe lên thì cũng mình cũng không có cái ý kiến gì. Có cái gì không tốt không? Như kiểu em mệt quá là đến lúc lớn em cũng sẽ cho các bạn xem điện thoại hoặc xem tivi. Em nghĩ là về sau nếu mà có đẻ nữa thì mình sẽ không làm thế, nhưng mà lần đầu thì mình sợ mà mình thấy con khóc là mình sẽ đưa ra ngay. Việc đó em thấy là về sau này nó có ảnh hưởng gì tới con không? Em thấy là bạn ấy cũng có vẻ nghịch nhiều hơn ấy. Nó sẽ giao tiếp nhiều xã hội hơn nếu nó không có cái phương tiện đó. Mà cái đó thì nó đâu có tự được, mình phải làm mình thôi. Phải đưa đi thôi. Nhưng mà... và chị coi trên mạng chị thấy có mấy cái clip á, là có nhiều em bé khi mà nó cha mẹ lấy điện thoại lại á, nó dãy lên giống như là nó chết tới nơi luôn á. Thì lúc đó không biết làm sao với con, lại đành phải đưa cho nó. Mà đành phải đưa thì lần sau nó thấy như vậy được, nó sẽ tiếp tục cái phương pháp đó, đúng không? Bây giờ mình làm cách là mình tách ra được thì phải cắt cơn. Cắt cơn bằng việc là thứ nhất là không đưa nữa, đúng không em? Giống muốn, đi muốn không đưa là mình cũng phải dẹp nó luôn. Thứ hai nữa là thay thế nó bằng những cái đồ chơi, đồ chơi có tiếng động, có hình ảnh ở bên ngoài, bằng đồ vật á. Với lại mình cho con ra cho ngoài, ra ngoài nhiều. Chuyện vợ chồng của chị có gì vui sau đó khi mà xuất hiện một đứa con? Chắc chả có gì vui đâu. Thì gì kỳ á, nó cũng buồn lắm. Vui chứ hai mấy tuổi thôi giờ sao không vui em? Thì chỉ duy nhất nếu mà buồn cười chỉ có hôm là tại vì cả bố cả mẹ cả con là em làm một cái cũi rất là lớn là bằng hai cái đệm. Tức là đã hai vợ chồng đang hành sự thì tự nhiên thấy con lồm cồm chui từ dưới chăn chui lên. Là lúc đó con mới lớn. Đã, con em lúc đấy chắc khoảng độ hơn một tuổi một tí. Không, sau này ký ức không nhớ được đâu. Thì đúng rồi, nó vẫn còn nhỏ. Mà lên với cả đứa tắt đèn tối om rồi. Thấy nó lồm cồm. Nó bò thì như đứa khác thì nó sẽ bò nó vỗ. Này ông này cũng bò từ dưới chăn ông chui lên. Cái thần giao cách cảm của con với ba không đúng lúc rồi, đúng không? Thật sự. Rồi vậy thì phần cuối cùng của chúng ta chính là phần bỉm sữa nhắn gửi. Chị có gì muốn nhắn gửi tới chồng của chị hay không? Chắc từ đấy giờ chị cũng nhắn chồng chị nhiều lắm rồi. Đó, giống như nãy giờ là trách móc thôi. Còn đây là cái phần mình muốn nhắn gửi tới chồng mình những cái điều nói từ đáy lòng của mình, mong chồng mình thay đổi gì đó. Chỉ cần các anh quan tâm hơn thôi là được. Cái đấy nó gọi mình đang đòi hỏi quyền chủ động từ người chồng. Chứ còn cũng không cần gì nữa. Nghĩa là không phải ổng không quan tâm mà là ổng không biết cách quan tâm. Vậy mình chủ động là mình đề nghị luôn, là quan tâm là làm gì cho mình luôn. Còn nếu mà mình đề nghị nữa, không chủ động nữa thì em nghĩ là các bà mẹ chúng ta ngày nay tự nên chủ động cho mình luôn. Đó, nên chị đang nói là ngoài chuyện em đề nghị ông chồng chủ động là phụ nữ mình cứ chủ động. Mình chủ động yêu thương mình, quan tâm mình. Đúng rồi, em toàn lấy thẻ của chồng mua quà xong rồi tự up lên Facebook là chồng mua tặng đấy. Ủa chị làm vậy luôn hả chị? Ủa, chứ bây giờ làm sao bây giờ hả? Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Linh Trang. Và xin chúc cho chị Hồng Anh làm gia đình ngày càng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Mong cho chồng của chị sau khi xem chương trình này là sẽ chấn chỉnh lại bản thân nha anh nha. Anh nhớ nha, lần trước em rất thần tượng anh nha. Bữa nay em nghe em hơi thất vọng tí xíu nha anh nha.